chiến một tiếng giống này chấn động chư thiên ách ma đại đế đã chết nhưng ách ma binh tướng vẫn còn ầm 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 trong tiếng ầm ầm từng tòa vực môn chống đỡ chư thiên tu sĩ các đại chiến trường vây về phía vũ trụ biên hoang như từng dòng suối ở mênh mông tinh không tụ thành từng mảnh ung túc biển cả đi xem ách ma đại quân nào còn dám chiến từ trong nháy đến mầu thân vẫn liền đã chạy trốn bọn họ cũng đủ ưu tú có quá nhiều trốn vào hắc động nhưng không phải tất cả ách ma đều có thể tiến vào hắc động, còn lại, chạy đầy tinh không đều là. Chạy, chạy đâu? Chư thiên đại quân đuổi theo không buông, nhiều mắt rưng rưng. Trận chiến này, không biết có bao nhiêu thân nhân chết trận, đều bởi vì thiên ma cùng ách ma chết tiệt, một mảnh sơn hà đại hào, sừng rốt bị giết thành một tòa vô gian địa, nhà tù. Thắng! Nhân vương cười, đế diệt, liền thắng. Về phần đám thiên ma còn lại, vô đế thống lĩnh, chính là quần long vô thủ, chính là một đám ô hợp chi chúng, đế đô đã chết, tín niệm tan vỡ, cho dù không đuổi giết, bọn họ cũng hơn phân nửa không dám mạo hiểm, có bao xa liền chạy được bao xa, tiêu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà chư thiên, nhu cầu cấp bách chính là thở dốc. ầm ầm phanh, ầm ầm, tiếng ầm ầm dần dần đi xa, cũng dần dần bị tiêu diệt. Đến ngày thứ ba, bầu trời đầy sao mới trở về bình tĩnh. Đại chiến, tạm thời kết thúc nhìn về phía xa mênh mông tinh không, đã là hoang tàn, không thấy một mảnh hoàn chỉnh tinh không, cũng không thấy một viên tinh thần hoàn chỉnh, khắp nơi đều huyết vụ mãnh liệt, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, từng cây chiến kỳ tàn phá hô lệt, pháp khí mảnh vụn, tùy tinh hạ hậm hực, sơn hà rách nát, tràn đầy bóng người lay động, hoặc cầm tiên kiếm, hoặc kéo chiến qua, lão bối tiểu bối nâng đỡ lẫn nhau, trí cường đỉnh phong cảnh, chiến đến gần như thân diệt, bọn họ cũng giống nhau, hoặc là nói, cả chư thiên tu sĩ có 9 phần 9 trở lên, đều bị thương rất nặng, hơn 8 phần, đã nỏ mạnh đến cuối cùng. Phải biết rằng, lần xâm lấn này là tam tôn đại đế, và lại là tam tôn trung giai đại đế, bọn họ còn có thể sống sót, có thể đánh thắng trận chiến này, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Cha, Nương Sư Tôn, ngươi ở đâu? Quê hương, tàn phá tinh không, nhiều tiếng gào khóc. Trận này, trừ thiên tuy thắng, nhưng lại thắng thảm thiết, không biết bao nhiêu tinh vực nổ tung, không biết bao nhiêu cổ tinh sụp đổ, cũng không biết bao nhiêu chư trời sinh linh, bị chiến hỏa vô tình, trái tan thành cho bụi. Hổ A Ca Ca, về nhà. Bên kia tinh hà, tịch nhan ôm vai ngọc chảy máu, lảo đảo mà đi. Đi xem thế giới nhỏ bé của nàng, phong tỏa một tôn thiên ma. Đó là hổ oa chuyển sinh. Hắn cũng không thuộc hắc liên tộc, sở dĩ chưa bị chôn vùi, là có lực lượng thần bí duy trì. Lực lượng thần bí kia xuất phát từ đạo tổ cũng xuất phát từ minh đế lúc trước bị lão quân cùng diêm la bọn họ mang đến chư thiên nhân giới tung kình thiên ma trụ sụp đổ cho dù không có bổn nguyên cũng có thể chống đỡ bọn họ trong thời gian ngắn không chết mà thời gian ngắn này cũng đủ làm rất nhiều việc thí dụ như hóa tan thiên ma huyết mạch cùng ký ức điểm này diệt thần là làm được sư tôn về nhà một mảnh tinh không khác tần vũ nước phong bọn họ cũng là lẳng lội một người mất cánh tay trái một người không có cánh tay phải đỡ lẫn nhau mà đi phụ thân về nhà bích du sở linh ngọc các nàng cười mệt mỏi một người mang theo đao hoàng một người mang theo thiên tông lão tổ chạy về phía quê hương đại sở về nhà ngoại trừ bọn họ còn có mân thiền thiên thương nguyệt hồng trần tuyết tinh nguyệt thánh nữ liễu giật huyền nữ lạc hy quá nhiều người đón người thân về nhà mình một đường cười có nước mắt, trong nước mắt có máu. Nhưng không phải tất cả mọi người đều may mắn như bọn họ, có quá nhiều người chuyển thế chưa tìm được, cũng có quá nhiều người chuyển thế thành thiên ma, trôn trong chiến hỏa. Cho nên, một đường kia, cơ hồ mỗi người đều mang theo bầu rượu, một đường đi một đường rác là vì tế tế anh hồn, cũng chờ tế tế chuyển thế nhân. Vừa bỏ lỡ, chính là vĩnh hằng. Giờ phút này nếu diệt ngươi, có tính là thắng hay không? Sâu trong tinh không, cũng có hai đạo nhân ảnh nâng đỡ lẫn nhau, lẳng lội mà đi. Nãi Long Ngũ và Na Bất Tử Thể. So với Long Ngũ, thể thương khó vĩnh cửu càng nặng hơn, thân thể vĩnh cửu gần như sụp đổ, nguyên thần chi hỏa của bản mệnh cũng ảm đạm đến cực kỳ yên diệt. Tùy ý, Nam Vĩnh Hằng thể đạm đạo, không nói một lời vui vẻ vô ưu, nhưng hắn vẫn chưa giao ra Ngọc Linh Phương Đông, trong lịch sử chư thiên chưa bao giờ có một thời đại nào có hai tôn bất tử, khế ước bất tử kia mới là vĩnh cửu thật sự hắn là một người cứng nhắc muốn đón người yêu của mình vậy liền dùng thực lực đánh bại hắn Long ngũ im lặng ánh mắt đi ảm đạm nhưng kiên định ngày đó sẽ không quá xa diệp phàm ta nhớ nhà rồi một chỗ tinh không xương la mệt mỏi nằm sấp trên lưng diệp phàm cả người đều là máu bị thương rất nặng diệp phàm cười có nam tử ô nhu nói đến nhà một ngôi sao cổ phàm nhân ba đạo huyết sắc nhân ảnh nhanh đón tanh phong có chút vô tịch đó là đầu cô kiếm thánh, loạn thế đao cuồng cùng thiên thuyên dương huyền, một hồi chiến hỏa, lan đến toàn bộ chư thiên, bọn họ cũng từng tham chiến, hơn nữa thủ hộ chính là quê hương của phàm nhân gian, còn có chấn nhỏ tên là Trung Tiên kia. Chiến tranh chết tiệt Bên cạnh tinh hải, mấy đạo bóng dáng sinh đẹp thành một đạo phong cảnh tươi đẹp, là sở huyên, sở linh, nam minh ngọc xấu, lâm thi họa, liễu như yên các nàng, cũng là một đường nâng đỡ lẫn nhau, từng bước lảo đào đều mang theo một thanh tiên kiếm chảy máu, thương nặng như sở huyên, nguyên thần chân thân bị thương nặng, tộc chiến cửu đại ma quân, chân cửu tử nhất sinh. Bái cầm từ không? Đông phương tinh vực, tạo hóa thần vương khập khiễng, chỉ cần khập khiễng, khi thì vươn ngón tay, chọc vào hỗn độn thể bên cạnh. Hỗn độn thể không phản ứng, tay cầm một cây chiến mâu, từng bước lảo đảo cùng tạo hóa thần vương một chỗ, dẫn đội cường công kình thiên ma trụ, suýt nữa thần tử đạo tiêu tan. Hai người bọn họ, ít nhất còn sống, những anh hồn chết trận kia, lại chôn ở bên kia tinh không. Bái cầm từ không? Lấy tạo hóa lực đổi. Nếu không nói gì cũng là người thông minh, đều không nói nhảm, muốn chảy máu cho ta liền nói thẳng, chỉnh những thứ này vô dụng, dùng tạo hóa đổi hỗn độn huyết, tương đương trao đổi. Bái cầm từ không? Một mảnh tinh không khác, cũng biểu diễn đoạn cầu này, là tu la thiên tôn, cho dù suy nghĩ trong nguyên thủy thiên tôn phóng máu, đồ như đạo tổ, huyết mạch không tầm thường. Cút đi! Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp lại, dứt khoát lưu loát. Phương Bắc Tinh không, bóng người là chất đống, lào đảo có, lào đảo cũng không ít. Bọn họ, đều là anh hùng, hủy hoại ách ma ma trụ anh hùng, đi đâu cũng thành đôi, thiên sóc cùng bạch chỉ, minh tuyệt cùng thanh loan, thần giật cùng thử tiên, vũ kình cùng giao tâm. Lão đại, nhẹ một chút, đau. Lại là tiểu viên hoàng, là người duy nhất nằm sấp bị hề ngư túm lấy một chân đi một đường kéo một đường hào hào một con khỉ đều sắp bị mà thành thịt tương hề ngư không nói liếc mắt nhìn bọn thần giật một cái lại liếc mắt nhìn bọn họ thiên sóc một cái đạo tặc muốn tìm một người vợ cũng không ngờ mỗi lần đều kéo theo một con khỉ nhẹ một chút đau đồng dạng bị kéo đi còn có tiểu hắc mập mạp tên kia đã là một ổ bị thương cũng trộm thảm cũng bị diệp linh túng lấy một chân như kéo một con heo chết đi trong một mảnh tĩnh mịch tinh không. Lại kêu, lại gọi mặc kệ ngươi nữa. Diệp Linh lừa một cái, kéo theo đi. Đường Tam Thiếu không hồi âm, thật ngất đi. Trận chiến này, hắn thật sự là nước tiểu, liên tục mở ba lần huyết kế giới. Hắn và Diệp Linh còn sống, đều là nhờ huyết kế. Hắn cũng không biết là bị thương, hay là mệt mỏi, mệt mỏi ngủ thiếp đi, tiếng ngáy rất vang. Diệp Linh bĩu môi, đạn thù hơn 10 viên đan dược, chui vào trong cơ thể tiểu mập mạp. Một đống đen kịt này, ngày thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt, vẫn là đáng tin cậy, nếu không có hắn che chở, nàng hơn phân nửa đã ở cầu nại hào uống canh. Chanh! Đang đi, liền người thấy một tiếng kiếm minh. Sau đó, chính là một thanh trưởng kiếm đen kịt, tự hư vô đột đâm ra, công thẳng mi tâm Diệp Linh. Hồng hoang tộc! Diệp Linh đốn sắp biến, kiếm còn chưa tới, nguyên thần đã nứt ra, là người ra tay quá mạnh, mà một kiếm này cũng là tuyệt sát một kiếm, lấy trạng thái giờ phút này của nàng với tu vi giờ phút này của nàng tuyệt đối khó tránh được chết đi trong bóng tối nhe răng cười âm trầm đáng sợ đích thật là hồng hoang tộc che một kiện hắc bào chính là chuyên môn tới giết diệp linh không vì cái gì khác chỉ vì diệp linh là nữ nhi của diệp thần hắn muốn làm cho diệp thần đau đớn muốn làm cho diệp thần đau không muốn sống nhưng trong trước mắt sinh tử trên người diệp linh kim quang trở thiện ra một đạo bóng người hư ảo đi ra là bộ dáng của Diệp Thần, hoặc là nói là Diệp Thần lưu lại trên người Diệp Linh một đạo thủ hộ tiên pháp. Âm âm, Diệp Thần hư ảnh rất bá đạo, một tay nắm chặt sắt kiếm đâm tới, lật tay một trường, đem người nào âm thầm, đập thành huyết vụ, thân thể sụp đổ, nguyên thần nổ tung. Bởi vậy một kích, Diệp Thần hư ảnh tiêu tán, xem ra, thủ hộ cũng chỉ có thể dùng một lần. Diệp Linh phun máu, dương thiên ngã xuống, cũng rơi vào ngất xỉu, hồng hoang nhân tuyệt sát quá mạnh, nàng bị giết máy bị thương hơn nữa quá mệt mỏi cũng ngủ say bầu trời đầy sao im lặng một lần nữa vào sự yên tĩnh không biết từ khi nào thấy một đạo thất thải quang hoàng bỗng nhiên hiện hóa nhìn kỹ cũng không phải quang hoàng mà là một thanh tiên kiếm một thanh tiên kiếm thất thải không sai chính là chu tiên kiếm như một đạo u quang tiến vào trong cơ thể diệp linh sau đó không còn động tĩnh gì nữa một khắc sau diệp thần cùng cơ ngưng sưng tìm tới có lẽ là bị thương quá nặng rơi xuống đất đều không đứng vững sắc mặt diệp thần trắng bệch giao chỉ cũng khí tức uể oải thương thế đều ở nguyên thần thấy hai người không sao diệp thần mới thở vào nhẹ nhõm có hồng hoang khí còn sót lại cơ ngưng dương khẽ nói cảnh giác nhìn bốn phương đã diệt diệp thần nói xong đem diệp linh cùng đường tam thiếu thu vào tiểu thế giới tiên pháp thủ hộ của hắn là cất giấu một tê thần trí có thể nhìn thấy hình ảnh lúc trước chính là nhìn thấy thần sắc của hắn mới lạnh như băng dị thường hồng hoang chết tiệt lại một lần nữa chạm tới nghịch lân của hắn cũng phải nhờ diệp linh các nàng vô sự nếu như bị diệt hắn cả đời đều thống khổ cũng trong nháy mắt này một đạo chấp niệm hạt giống ở sâu trong linh hồn hắn dễ nảy mầm nếu có một ngày thánh thể hắn đại thành nhất định sẽ đem hồng hoang tộc từng người một tìm ra dùng đầu của bọn họ tế tế những anh hồn chết trận kia tinh phong khinh phất hai người cũng bước lên đường trở về chỉ là hai người đều không phát hiện diệp linh trong thế giới nhỏ khóe miệng nhấc lên một tia cong quỷ dị, trên thân thể nhỏ nhắn cũng có một tia thất thải quang trượt lóe qua. Mau mau mau, tinh không hoang tàn, tiếng quát rất nhiều. Đó là một đội tu sĩ mặc khải giáp, tay cầm tiên kiếm cùng chiến qua, đứng ở các nơi trên tinh không. Trên người bọn họ đều không thấy vết thương, trên chiến bảo hô liệt cũng không thấy nhiễm máu. Không sai, những tu sĩ này đều là binh lực khắp nơi tiềm tàng, cho dù các thiên chiến có thảm hơn nữa, cũng chưa từng tham dự chiến tranh, cũng không phải thấy chết không cứu, la vì phòng ngừa hồng hoang tộc, để tránh bọn họ đột nhiên phát động tập kích. Lần này, chiến hỏa tạm thời kết thúc, binh lực tiềm tàng đều xuất sơn, chạy về phía các nơi trên tinh không, tiếp dẫn các tu sĩ chư thiên, che chở bọn họ an toàn trở về. U, uh, u, uh, phương đông tinh không, tiếng ong không ngừng. Nhìn kỹ, mới biết là một tòa vực môn kình thiên, lóe ra quang huy rực rỡ. Vực môn bốn phương, nhiều chiến kỳ hô liệt, là đại sở chiến kỳ, cầm đầu một người, chính là hàng nhạc đệ nhất điện chủ tiêu phong thân mặc khải giáp áo tròn gào thét hắn cũng là tới tiếp nhận thương binh mang theo đủ mười vạn binh lấy vực môn làm trung tâm bày binh bày binh bày, binh, bày trận trong phạm vi vạn dặm một bên tiếp nhận thương binh một bên phòng vệ bốn phía phòng ngừa hồng hoang tộc giết tới làm loạn sư thúc thiếu chút nữa không thấy người phương xa tạ vân tư đồ nam bọn họ mỗi người kéo thân thể bị thương mà đến nâng đỡ lẫn nhau cười mệt mỏi đừng nói nhiều, nhanh, đi vào chữa thương. Tiêu phong hô to, còn đứng ở hư không, cảnh giác nhìn bốn phía, mà tu sĩ đại sở thì có không ít nghênh đón, đem tạ vân bọn họ đón trở về. Cửu tử nhất sinh Tạ vân đặt mông ngồi ở vực môn hạ, lại hướng trong miệng nhét tan dược, sau đó liền sách bầu rượu. May mà, trừ thiên thắng, tư đồ nam bị thương khá nặng, mệt mỏi không chịu nổi, dựa vào vực môn ngủ thiếp đi, tiếng ngáy rất vang, những người bị thương cũng không sai biệt lắm chưa kịp chữa thương liền rơi vào giấc ngủ say đều quá mệt mỏi nhanh lên hướng đông nam tốc độ tiếp dẫn sơ xuất bảo vệ tốt tứ phương đống nguyên thạch thời khắc chuẩn bị vực môn truyền tống tiêu phong hét lớn liên tiếp không ngừng vang lên phiến tinh không này hắn giống như một tướng quân đứng ở hư không tuần tra quân lệnh từng người một hạ xuống theo thời gian trôi qua càng nhiều người bị thương chạy tới xa xa liền được nghênh đón đón về nơi an toàn u u u vực môn ong ong lần lượt chống đỡ lần lượt truyền tống thương binh đạt tới số lượng nào đó sẽ tiễn đi một nhóm hoặc huyền hoang hoặc u minh hoặc đại sở từng đợt truyền tống ba nơi kia mới là nơi an toàn như tiêu phong bọn họ loại này tinh không còn có rất nhiều nhìn xuống hư vô có rất nhiều tinh không như thế lấy từng tòa vực môn làm trung tâm bày binh bày trận một bên thủ vệ bốn phương, một bên tiếp dẫn thương binh khắp nơi. Hưng sư lượng chúng như thế, cũng không phải là không có mục tiêu. Hồng hoang tộc xuất quỷ nhập thần, ai có thể cam đoan bọn họ không đánh lén. Hiện giờ, nhân giới từ trí cường đỉnh phong chuẩn đế, xuống linh hư cảnh tiểu bối, nhiều chiến đến lực kiệt, toàn bộ chư thiên, đều ở giai đoạn suy yếu nhất, giờ phút này hồng hoang tộc nếu giết ra làm loạn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cho chư thiên mấy ngày là tốt rồi. Nhìn từng đạo huyện thiên thủy mạc, Phục nhà hít sâu một hơi, Tam tôn Đế đồ đồ tề, thiên ma cùng ách ma đều đánh lui, cũng không muốn lại xảy ra loạn. Nhân Vương lặng lặng đứng lặng, không có lời nói. Thời đại Đế đạo biến cố, chu thiên thôi diễn dĩ nhiên mất đi hiệu lực, nhưng dự cảm nào đó vẫn rất linh nghiệm. Loạn tử nhất định sẽ có, Hồng Hoang Tộc cũng nhất định sẽ làm loạn. Về phần sẽ có bao nhiêu chủng tộc tham dự, vậy thì không biết. ầm ầm phanh ầm ầm, đúng như hắn dự đoán, bình tĩnh tinh không nhiều tiếng ầm ầm liên tiếp có thể ngửi được hồng hoang khí không sai hồng hoang tộc đi ra che nhiều hắc bào tay cầm lạnh như băng sát kiếm cũng không biết là chủng tộc nào như một tôn sát thần âm thầm đánh lén thu hoạch từng sinh mệnh tươi sống phốc 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 tàn phá tinh không lại nhiều không ít huyết quang có quá nhiều chư thiên tu sĩ nâng đỡ lẫn nhau mà đi nhưng ở tinh không đi tới đi đầu liền cùng thân thể phân ra tại chỗ hồn phi phách tán thảm trạng liên tiếp diễn ra lan đến toàn bộ tinh không tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét tiếng gào thét tiếng cười lớn không kiêng nề gì vang lên tứ hải bát hoang một màn kia thật khiến người ta bi phẫn trừ thiên tu sĩ chiến đấu thảm thiết cỡ nào vượt qua thiên ma cùng ách ma sóng to gió lớn hôm nay đánh thắng trận đánh lui ngoại vực xâm lấn lại nhiều ở trong mương lật thuyền chưa chết dưới đổ đao của thiên ma cùng ách ma lại chôn ở trong tay hồng hoang tộc đáng chết sở giang vương hừ lạnh vội vàng công tâm một ngụm máu tươi phun ra thân hình vốn đã lay động suýt nữa ngã xuống những diêm la khác cũng không khá hơn là được mười người có tám người đều đứng không vững đại sở cửu hoàng cùng cử đại thần tướng hồng hoang kỳ lân phất xa lão đạo cũng ai nấy đều thảm mỗi người đỡ lão đạo, nếu không phải cực đạo đế thí chống đỡ hơn phân nửa đã ngã xuống đáng chết một mảnh tinh không khác thánh tôn đồ đế bọn họ gặp phải giống nhau trên đường trở về, bị không chỉ một lần đánh lén, không ít thiên giới lão tiên tôn, minh giới lão minh tướng, đều trôn ở hồng hoang tuyệt sát. Âm âm, phanh, oanh, tây phương tinh vực, tu la thiên tôn cõng nguyên thủy thiên tôn, một đường chạy một đường bỏ chạy. Phía sau hư vô, không gian vặn vẹo, khó che giấu hồng hoang khí, hồng hoang cường giả đang đuổi giết, cùng bọn họ cùng bọn họ lão chuẩn đế, không biết bị giết chết bao nhiêu. Chuột nhát, một đám thử bối. Bên kia tinh hà, tạo hóa thần vương mắng to trở lửa giận ngập trời bởi vì hồng hoang chặn giết thần khu gần như sụp đổ hỗn độn thể càng thảm đầu cũng suýt nữa bị chém rơi nguyên thần chân thân lại một lần nữa bị thương nặng chỉ có cái này còn có hồng hoang cường giả âm thầm ngăn cản giết hai người một đường chạy trốn rất gian nan giết giết cho ta bắt sống bắt sống bổn hoàng Còn kiến hư ti tiện càng ngày càng nhiều hồng hoang tộc tự tổ chạy ra phần lớn là tộc hoàng lĩnh đội, dẫn đại quân trong tộc, chạy về phía các tinh không, tạo ra giết chóc, hồng hoang khí cuồn cuộn, bạo ngược lãnh huyết, nốt trường từng mảnh tinh vực, dìm diệt từng mảnh sinh linh. Âm âm, phanh, âm âm, bình tĩnh tinh không, lại nổi lên chiến hỏa. Lần này, chư thiên đối đầu chính là hồng hoang đại tộc, liên tiếp bại trận, chiến đều đứng không vững, càng đừng nói đại chiến, như vậy ngăn cản hồng hoang công phạt. Lui, nhanh lui phương hướng huyền hoang, đại sở, u minh đều truyền ra tiếng quát, chư thiên ở trạng thái suy yếu nhất, cái này không có cách nào đánh, cứng rán chiến tất chết, theo thủ phương làm vương đạo, đợi chậm lại, lại hợp lực thu thập hồng hoang tộc, không cần bọn họ hạ lệnh, cả chư thiên đại quân, đều một đường trốn đi một đường lui, trí cường đỉnh phong cảnh cũng không ngoại lệ, đều đã không còn bao nhiêu chiến lược. Thật là máu tươi tuyệt vời, hồng hoang đại tộc cười, cũng có chút âm trầm, từng khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo không chịu nổi một đứa con người huyết sắc khác để ánh sáng bạo ngược phốc 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 hoa máu nở rộ kiều diễm như lửa đó không phải là đại chiến là hồng hoang đơn phương tàn sát quá nhiều người bị thương ngã trên đường trở về quá nhiều tu sĩ chết dưới móng sắt của hồng hoang hắn mẹ kiếp hề ngư sát khí ngập trời tức giận đến gan ruột đứt từng khúc cõng tiểu viên hoàng chạy trốn gian nan chúng chư thiên đế tử cấp cũng đều đang chạy trốn đã vô lực đối kháng hồng hoang đôi mắt của bọn họ đồng thời khắc đầy sát khí cũng tràn đầy lệ quang đừng gặp bầu trời đầy sao nhiều lần nhìn thấy hình ảnh mỏng máu hoàng hôn của lão chuẩn đế bị đóng đinh trong bầu trời đầy sao thánh chủ của một phái đại giáo bị cắt đầu tiên nữ từng lực chiến thiên ma thi thể hoành hành khắp nơi đều bị trà đỉa đến chết đây chính là cái giá phải trả để trêu chọc hồng hoang tiếng cười dữ dội vang lên đầy hoàn vũ một đám hồng hoang nhân đều trở thành người điên khắp nơi làm loạn, khắp nơi giết chóc, bộ mặt dữ tợn kia, so với ách ma cùng thiên ma càng dọa người. Âm ầm phanh, âm ầm tinh không ong ầm như sấm sét sáng thế. Đó là từng tòa đế đạo vực môn, ở các tinh vực chống đỡ, khắc ấn đế đạo thần văn, có hồng hoang khí chảy xuôi, thiên ma ách ma xâm lấn chưa từng lộ diện hồng hoang đại tộc, hiện giờ đã đầy tinh không đều là. Lại một lần nữa, trừ thiên tu sĩ chứng kiến hồng hoang, là vinh cường, ngoã tráng cỡ nào nhìn qua chư thiên sử, hồng hoang không biết bao nhiêu lần bị chấn áp, nhưng nội tình hiện giờ vẫn mạnh mẽ dọa người như trước, quá nhiều cường giả hồng hoang tự phong xuất thế, cầm đầu đao, bước vào tinh không, không dám công phạt thiên ma ách ma, tất cả đều đánh về phía chư thiên. Hồng hoang đế, đây có phải là truyền thừa của các ngươi không? Chư thiên giống giận, là phát ra từ linh hồn gầm gừ, đối với đế kính sợ, điều thành vô cùng oán hận. Nhưng mà, phó sát của hồng hoang tộc, chưa từng dừng lại, bước qua từng mảnh tinh không, phàm là nơi bọn họ đi qua, không thấy chư thiên thiên linh, giết giết, nứt chừng đốt chừng, thì cốt trồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông. Lui, nhanh lui, nhân vương nói chuyện cồng lặng, không lúc nào không gào thét, trong mắt có nước mắt, máy bị giết đông lạnh thành băng giá. U, 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 đại sở, huyền hoang, u minh, điều tế xuất hộ thiên kết giới, đế khí thủ hộ, tiếp dẫn tu sĩ trốn về. Thế nhưng, đây chỉ là một bộ phận rất ít không biết còn có bao nhiêu binh tướng lưu lạc ở tinh không bị hồng hoang vây đổi chặn lại phốc phốc một mảnh tinh không diệp thần rút ra sát tiện cám ở ngực thân hình lảo đảo suýt nữa ngã xuống cũng bị hồng hoang đánh lén vài lần suýt bị tuyệt sát bên cạnh cơ ngưng dương lung lay cũng đứng không vững dưới chân bọn họ là một tòa thi sơn một tòa thi sơn do người hồng hoang trồng chất đều là bọn họ giết nhìn tứ phương ô hòe hòe hắc áp đều là người hồng hoang chừng mấy trăm vạn, âm thầm không biết còn giấu bao nhiêu cường giả, bước chân trí cường đỉnh phong. Chính vì hắn tên là Diệp Thần, chính là bởi vì nàng là vợ của Diệp Thần, mới đặc biệt được chiếu cố, tập trung vị trí của bọn họ, mới có trận vây giết này. Tứ phương tinh không ầm ầm, hồng hoang sát khí mãnh liệt, càng nhiều hồng hoang cường giả sẽ tới. Nếu như ngày xưa, Diệp Thần tất nhiên là không sợ. Nhưng hôm nay, là một ngoại lệ, hắn tàn sát ách ma đại đế, bị thương rất nặng, mệt mỏi không chịu nổi có thể làm ra chiến lược có hạn, hơn nữa đồng lực khô cạn, hơn nữa tinh lực khô cạn, trong thời gian ngắn, khó có thể khôi phục. Cơ ngưng xương cũng không khá hơn là bao, vì huy kình thiên ma trụ, cơ hồ sinh tử, mộng chi đạo bị đế đạo ảnh hưởng, mộng hồi thiên cổ cũng khó vận dụng. Diệp thần, đội hình hôm nay, còn thích. Thao thiết tộc hoàng u tiếu, răng trắng nớt lộ ra. Diệp thần không nói, cùng cơ ngưng xương giống nhau, đều đang điên cuồng nước tan dược, đều ở huyết tế bổn nguyên về phần hồng hoang túc đội hình tất nhiên là không nhỏ ngoại trừ mấy trăm vạn đại quân kia còn có cử tôn cực đạo đế binh từng đạo đế đạo trận văn về hư vô như ẩn như hiện đã phong phiến tinh không càn khô này tuyển si thiên hoán địa cũng tuyệt phi lôi thần hồng hoang đem hắn cùng cơ ngưng xương nghiên cứu khá thấu triệt vì trận vây giết này làm đủ chuẩn bị sinh tử bất luận thao thiết tộc hoàng cười cười tiếng cười liền đột nhiên dừng lại mặt mũi dữ tợn huy động sát kiếm chỉ về phía diệp thần cùng cơ ngưng xương lệnh hạ mấy vạn hư không sát trận hồi phục quét ra tịch diệt thần mang càng hồng hồng hoang ma hải mãnh liệt từ bốn phương nút chừng có hóa diệt cùng phong cấm lực diệp thần cùng cơ ngưng xương đồng loạt động một người thi triển đế đạo mở ảo một người dùng đế đạo độn pháp tránh thoát đầy trời công phạt giống như thần mang giống như trích tiên quang bắn vào trong hồng hoang đại quân thân thể nửa chết hôm nay người đằng phải chết không thể nghi ngờ thao thiết tộc hai tôn chuẩn đế một trái một phải công giết tới cho dù chỉ còn lại một hơi, cũng diệt người Diệp thần đạm nói, thật nói được làm được, tránh được một ngón thần thông, xé rách thao thiết, một kiếm chém nguyên thần. Phốc phốc, một chuẩn đế khác, cũng đủ thê thảm, một người đối mặt, liền bị cơ ngưng xưng tuyệt diệt. Muốn nói hai thao thiết này, cũng là tự tin bạo liệt, không phải trí cường đỉnh phong, mà dày mày dạn giết tới, tranh giành đưa đầu người, đông thần giao chỉ cùng đại sở hoàng giả, há lại dễ giết như vậy, như bọn họ thiếu niên đế cấp, cho dù bị thương nặng hơn nữa, cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hai tôn chuẩn đế bị diệt, diệp thần cùng cơ ngưng xương, đại khai sát giới, một người sách đế binh, một người sách đạo kiếm, đi một đường giết một đường, cửu tôn đế khí phong càn khôn thì như thế nào, không thể động phi lôi thần cùng di thiên hoán địa thì như thế nào, giống nhau có thể cường sát ra ngoài. Đó là một bộ hình ảnh dọa người, trong đại quân hồng hoang hắc áp, hai người đều như con kiến hôi, lại giết ra một con đường máu vô luận là hoàng giả hay đông thần, thân ảnh đều bắt mắt, giết hồng hoang tan dã không thành quân. Phế vật, hồng hoang trí cường giả núp ở chỗ tối, đột nhiên giết ra, là chuẩn đế cùng kỳ tộc, bắt bắn lôi điện, không nhìn thân thể, đánh trúng cơ ngưng xương nguyên thần. Chanh, cơ ngưng xương nhìn cũng không nhìn, chỉ vung đế kiếm, một kiếm chém trở lại cùng kỳ, hủy thân thể, thân thể cùng kỳ bay ngược, còn chưa định thân hình. Một đạo lôi đình thần tiễn một đạo, là diệp thần tế xuất, một đường đem nó đưa lên hoàng tuyển lộ. Hai vợ chồng này, phối hợp ăn ý, vẫn có thể nói là hoàn mỹ. Chu diệt, tiếng quát lại vang lên, liên tiếp hai chuẩn đế giết ra hư vô, một thuộc mãng giao tộc, một thuộc thần kiến tộc, đều là trí cùng đỉnh phong, xuất thủ chính là sát sinh đại thuật. U, không gian chấn động, cơ ngưng xương tế bốn bộ vô tự thiên thư, treo ở đông tây nam bắc, bảo vệ hắn cùng diệp thần, có vạn vật tạo thì khắc họa, hóa giải tuyệt sát. Gầm lên, cùng lúc đó, Diệp Thần thi bát bộ Thiên Long, mới vừa rồi giết được hai chí cường đỉnh phong, tại chỗ liền bị quăng ra ngoài, một cái thân thể nổ tung, một cái huyết cốt tung bay, rơi xuống đất tinh không sụp đổ, không biết bao nhiêu hồng hoang binh tướng bị hai người hắn nghiền thành một vũng máu bùn. Người chán ta chết. Diệp Thần vừa uống chấn thương khung, tay cầm đạo kiếm, một đường công một đường giết, cũng không nhìn ai là ai, chỉ cực kỳ huy động sát kiếm, chém diệt một mảnh lại một mảnh. So với hắn, cơ ngưng xương công phạt cũng hơi yếu một chút chỉ vì diệp thần chủ công nàng chủ phòng đế khí trong tay chính là một chỗ dựa lớn phải biết rằng hư vô còn trao chín tôn hồng hoang đế khí đâu nhiệm vụ mặc dù là phong cấm cản khôn nhưng ai có thể cam đoan có thể hay không có một hai đạo đế đạo công phạt hàng xuống bây giờ bọn họ sợ cũng không phải là cường giả hồng hoang chân chính nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ chính là hồng hoang đế khí đương nhiên bọn họ cũng ước gì hồng hoang động đế khí đế khí vừa động càn khôn phong cấm tất có khuyết điểm hai người hắn chạy nhanh hơn hồng hoang không ngốc tự biết đạo lý này lúc này mới lấy đế khí áp trường lấy đại quân công phạt thế nhưng bọn họ vẫn là đánh giá thấp diệp thần cùng cơ ngưng xương đều là thân bán chết tinh lực khô kiệt lại còn hung mãnh như vậy chuẩn đế không đủ nhìn trí cường đỉnh phong cũng không đủ nhìn mấy trăm vạn đại quân sửng sốt bị hai người giết người ngựa ngựa ngã ngựa ngăn lại ngăn cho ta thảo thiết tộc hoàng giả gào thét con người đỏ tươi muốn chảy máu kêu ngược lại vang dội chính là không dám tiến lên liền trốn ở phương cuối cùng điên cuồng huy động sát kiếm chỉ về phía tinh không kia một bộ tư thế không đem diệp thần cùng cơ ngương dương hao chết cũng không tính là xong sự thật chứng minh chiến thuật biển người đối với diệp thần cùng cơ ngương xương không có tác dụng gì tìm không ra người có thể địch nổi với bọn họ đi lên một mảnh sẽ bị giết diệt một mảnh đáng chết âm thầm có hồng hoang chuẩn đế hử lạnh quả thực nhìn không nổi nữa cũng không dám tiến lên công phạt ba chí cường trí cường đỉnh phong lúc trước bị diệt chính là ví dụ máu chảy đầm đìa kết quả là hàng ngày động đến đế khí cực kỳ thúc giục nhắm vào cơ ngưng xương quét ra đế đạo thần mang uy lực tàn phá kéo dài mang theo uy lực hủy diệt ầm ầm phốc phốc trong tiếng ầm ầm huyết vụ mãnh liệt nhưng hình ảnh cơ ngưng xương bị tuyệt sát trong tưởng tượng vẫn chưa hiện ra ngược lại hồng hoang binh tướng liền oanh diệt một mảng lớn, không thiếu chuẩn đế cùng đại thánh. Đều nói, một khi động đế khí, càn khôn chính là có khuyết điểm, có khuyết điểm chính là có sơ hở, diệp thần cùng cơ ngưng xương, muốn chính là sơ hở kia, trong nháy đế mâu đạo thần mang lâm thân, thì triển nghịch thiên hoán địa, bị bọn họ đời lấy hồng hoang cường giả, giờ phút này hơn phân nửa đang ở cầu nại hà, uống mạnh và canh kia. Mặc động đế khí, thao thiết chuẩn đế gào thét, nghiến răng nghiến lợi, lúc trước bị oanh diệt hồng hoang nhân, Người nhà hắn chiếm cứ hơn 8 phần, càn khôn phong cấm có khuyết điểm, hai người kia chạy nhanh hơn. Người chán ta chết, diệp thần một tiếng này, tràn đầy nguyên thần lực, không biết bao nhiêu hồng hoang nhân, bị chấn thành huyết vụ. Chanh, một kiếm này của hắn, bá đạo vô cùng, bổ ra một đạo huyết lộ tám vạn trượng. U, cơ ngưng xương động đế khí, một luồng cực đạo đế mang, lại đem huyết lộ kia kéo dài tám vạn trượng, tám diệt hồng hoang nhân, vô số kể, nếu như ở trạng thái đỉnh phong của hắn, nếu có thể cực tận phục hồi uy lực đế binh, một kích này liền có thể đánh thủng mấy trăm vạn hồng hoang đại quân. Chống đỡ được, bốn phương đều có tiếng quát lớn, hồng hoang tộc khác giết tới, đế đạo truyền thừa một màu, tộc hoàng xung phong ở phía trước, trên đỉnh đầu mỗi người đều treo một tôn cực đạo đế khí, hơn nữa vốn có chín tôn đế binh, chừng 16 đế khí, đế uy tương liên, huyết hóa hủy diệt dị tượng. Thấy vậy, sắc mặt diệp thần cùng cơ ngưng xương, khó coi không ít, hồng hoang nhân không đáng sợ, trạng thái của hai người Hán lúc này, sợ chính là đế khí, cửu tôn đế binh phong càn khôn, bọn họ thông hiểu quá nhiều đế đạo tiên pháp, như phi đôi thần, như nghịch thiên hoán địa, như đế đạo hắc ngạn, đều thành bài trí, một khi bị vây quanh, một khi bị đế khí tập trung, rất có thể sẽ bị chu diệt. Hồng hoang đối với hai người bọn họ, quả là tình yêu đích thực, trước sau, đủ hơn ngàn vạn đại quân, đủ 16 tôn đế khí, thử hỏi cả chư thiên ai có mặt mũi lớn như vậy? Âm âm, phanh. Trong lúc nói chuyện, hai đạo đế đạo tiên mang đã tới, xuyên thủng càn khôn, nghịch loạn âm dương, dùng có uy tuyệt sát của đế đạo, đã tập trung hai người, tất chúng mục tiêu. Phốc phốc, phốc phốc, huyết quang trượt hiện, siêu thần sóng vai công sát cùng cơ ngưng xương, một người bị một đạo, một đường lật ngang ra ngoài, đụng đến tinh không sụp đổ, đè đến không gian nổ vụn. Một kích này khiến cho khí tức vốn yếu ớt của hai người trong nháy mắt bị mai một đến cực điểm, một bên một người, một cái loạn trọng lào đào. Bao vây, đại quân hồng hoang đổ xô đến, giống như bốn mảnh đen kịt của đại dương, chặn đường bát hoang, 16 tôn đế khí hoành không, ngoại trừ cửu tôn phong cấm càn khôn, bảy đế khí khác đã khôi phục, thời khắc chuẩn bị tế xuất đế đạo tuyệt sát. Chạy, sao không chạy? Hoàng giả các tộc nhe răng cười, bộ mặt lạnh lẽo, diễn giải rất tốt là dữ tợn. Diệp thần không nói, chạy là chỉ định chạy không nổi, vốn là nỏ mạnh cuối cùng, đứng cũng đứng không vững. Cơ ngưng xương cũng không khá hơn là bao. Nhưng vào lúc này, trong không gian hắc động bỗng dưng vươn ra một bàn tay ngọc, bắt lấy cơ ngưng xương, trong nháy mắt kéo vào. Sau đó, ngọc thủ lại trở về phía diệp thần, vốn cũng muốn mang vào hắc động, nhưng một kéo này, sừng xuất không kéo, chỉ trách thân thể diệp thần thánh quá nặng nề. Một tay nắm không được, tay kia cũng đi ra, hai tay cứng rắn kéo vào cho diệp thần. Tinh không, trong nháy mắt, rơi vào yên tĩnh còn chuẩn bị lang chu khuyển xuống các tộc hoàng miệng đều mở ra lại sừng sốt không phát ra tiếng vang còn có hơn 10 vạn hồng hoang tộc đại quân cũng được sừng sốt ở nơi nào hắn có chạy không hai người họ có bỏ chạy không đúng hai người bọn họ là chạy không biết bị nhân tài nào kéo vào không gian hắc động đáng chết trong nháy mắt sau đó chính là chấn động tinh không giống giận khó được ngăn chặn diệp thần cũng khó được thấy hắn suy yếu như vậy không thể dùng thiên đạo không thể thi cấm pháp, đây vốn nên là hoàn mỹ vây giết, cũng là lại xảy ra biến cố. Lần này chạy trốn, lại muốn tiêu diệt hắn, vậy thì khó vào đăng thiên, thánh thể nửa bước đại thành, đại đế đều có thể tàn sát, hồng hoang tộc ai là đối thủ của hắn. Phốc phốc, phốc phốc, hắc động u tịch, liên tiếp hai đạo hộp máu, đó là diệp thần cùng cơ ngưng xương, thật liền đứng không vững, một ngụm máu tươi phun ra, vô lực ngã quỵ. Phốc phốc, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có tiếng hộp máu thứ ba cẩn thận nhìn một chút đúng là thiên trĩ công chúa của khổng tước tộc thấp thải chính là nàng đem diệp thần cùng cơ ngưng dương bọn họ kéo vào hắc động vì thế còn hao hết tất cả động lực còn bị cắn trả chính là đôi khổng tước tiên nhãn kia cứu hai tôn thiếu niên đế của chư thiên đa tạ diệp thần cười mệt mỏi khóe miệng tràn máu không ngừng trong máu xen lẫn một tiệu u quang đen kịt chính là sát khí có sát khí của ách ma đại đế cũng có đế bình sát khí còn đang họa loạn thánh thể của hắn. Đa tạ, cơ ngưng xương cười, cũng tái nhờ vô lực, bị thương không nhẹ hơn diệp thần, trừ thiên kinh diễm nhất nữ thiếu niên đế, giờ phút này ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Thiên trị cười, chữ tạ tất nhiên là không dám làm. Nếu không có cơ cơ ngưng xương hủy ma trụ, như không có diệp thần đồ đại đế, giờ phút này trừ thiên, hơn phân nửa còn đang dãy ruộng trong chiến hỏa, so với trong tưởng tượng càng thê thảm hơn. Sau một câu, ba người đều khoanh chân, mỗi người điều động bản nguyên, xóa bỏ sát khí trong cơ thể. Trong cơ thể Diệp Thần, còn có từng viên đan dược bay ra, bác văn kim đan một màu, từng viên từng viên nổ tung, chia làm ba phần. Một phần dung nhập vào trong cơ thể hắn, một phần dung nhập vào trong cơ thể giao chỉ, phần thứ ba thì bay về phía thiên trĩ. Trận chiến này, đánh quá thảm thiết. Hắc động u ám, rơi vào yên tĩnh. Nhìn Diệp Thần tiểu thế giới, trên người Diệp Linh, luôn có một tia thất thải quang, chợt lóe qua. Chính là Chu Tiên Kiếm, nên là đang làm một lựa chọn gian nan, giết ra tiêu diệt Diệp Thần. Chẳng qua, ý niệm này trong đầu vẫn là bị đánh tan, Diệp Thần bọn họ bị thương rất nặng, nó bị thương càng nặng, suy yếu không chịu nổi, có thể tế xuất tuyệt sát không sai, nhưng có thể hay không tiêu diệt Diệp Thần bọn họ, vậy thì không dễ nói, diệt còn tốt, nếu không tiêu diệt được, kết cuộc sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa, Diệp Thần cũng không phải là không có thủ hộ. Nhìn ngụm hỗn độn đỉnh kia, nhìn đoàn hỗn độn hỏa kia, nhìn phượng hoàng cầm kia, nhìn bốn bộ vô tự thiên thư kia, bất kỳ một cái nào, đều cực khó đột phá, nghĩ càng nhiều chúng nó đi tuyệt sát, khả năng thấp đến dọa người. Nó, lại thành thành thật thật yên lặng xuống, nằm ngủ trong cơ thể Diệp Linh, sẽ đem thân thể thánh linh chi thể, coi như một nơi trú ẩn, nếu nó không ra, ai cũng tìm không được, đợi đến lúc, nó sẽ cho Diệp Thần, dâng lên một phần đại lễ. Âm âm, phanh, âm âm, hắc động yên lặng, tinh không lại náo nhiệt. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, hồng hoang đại quân vây giết diệp thần cùng cơ ngưng xương cuối cùng cũng tan rã chạy về phía khắp nơi tiếp tục bọn họ giết chốc bắt không được diệp thần liền cầm chư thiên khai đao và lại rất có ăn ý chạy tới đại sở liền đi sau đó không biết có bao nhiêu hồng hoang tộc giết ra chỉ biết chư thiên thất bại lại bại lui vào đại sở lui vào u minh lui vào huyền hoang lấy đó giữ chư thiên cần chính là cơ hội thở dốc mà hồng hoang tất nhiên cũng biết đạo lý này một đường đuổi theo đánh mạnh xem ra rất có một hơi đạp bình toàn bộ tư thế chư thiên, cơ hội ngàn năm có một. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Trong chiến hỏa khói lửa màu máu, càng nhiều chư thiên tu sĩ táng thân, chưa chết trên chiến trường chống lại thiên ma xâm lấn, lại bị hồng hoang vô tình tàn sát. Tinh không tùy ý có thể thấy được thi thể, tùy ý có thể thấy được huyết hà hợp hững, tàn chi cụt tay, pháp khí mảnh vụn, nhiễm huyết chiến kỳ, phiêu đầy tinh không đều là. Mau mau mau, huyền hoang, đại sở, u minh, đều có tiếng gào thét, còn có thương binh cuồn cuộn không ngừng tràn vào, rơi xuống đất liền tê liệt, bị thương không có thảm nhất, chỉ có càng thảm hơn. Mau mau mau, đàn thành luyện đan sư, như từng đạo thần hồng, bay tới bay lui đầy trời, từng mảnh đan dược rơi xuống, rơi vào trong cơ thể một đám thương binh, không keo kiệt chút nào, bọn họ đều không tham chiến, nhiệm vụ là bổ máu cho tiền phong. Phục hồi kết giới, gia cố phòng ngự, trong tiếng quát lớn, ba phương đều có đế khí thăng thiên, đều thành từng trận chân lớn, một tòa hộ thiên kết giới cực kỳ khổng lồ, theo đó chống đỡ, đế văn lưu truyền. Sự thật chứng minh, lúc trước lưu lại có lực lượng, là hơn phân nửa quyết định sáng suốt, tính đến hồng hoang sẽ làm loạn, không đến mức cuối cùng, ngay cả thủ tường thành cũng không có. Hồng hoang A, là một công việc tốt. Thánh tôn cười, tràn đầy bi phẫn, một hơi không thở thuận, lại phun máu tươi, đồ đế sóng to gió lớn đều tới suýt nữa chết trong tay thử bối. chúng trí cường chuẩn đế, cũng là tâm cảnh bực này, được lẩn trốn nhanh, nếu bị hồng hoang một tổ đoan, đối với chư thiên mà nói, sẽ tổn thất bực nào. Đừng mắng nữa, an tâm chữa thương. Đông Hoàng Thái Tâm mệt mỏi nói, đã khoanh chân ngồi xuống. Nếu mắng chửi hữu dụng, hồng hoang không biết diệt tộc bao nhiêu lần. Diêm lá hít sâu một hơi, mặc dù còn muốn mắng, nhưng đều nuốt trở về, nói thật, ngay cả khí lực mắng người cũng không có đây là bị thương nặng bao nhiêu một câu chữa thương chúng chuẩn đế đều khoanh chân lại nhìn đại sở cơ hồ mỗi một đoạn núi mỗi một tấc đất đai mỗi một mảnh hư không đều có bóng người ngồi xếp bằng hoặc toàn thân làm máu hoặc trạng thái nguyên thần cùng thiên ma ách ma liều mạng đến kiệt lực để hồng hoang chui vào khoảng trống trận chiến này sao có thể nghẹn khuất được như đại sở huyền hoang cùng u minh cũng đều như thế người không bị thương người bị thương nhẹ lên tường thành phòng ngự người bị thương nặng cực kỳ chữa thương bất kỳ một giây nào cũng không dám chỉ hoãn. Giết, giết cho ta. Đại quân hồng hoang giết tới, như một mảnh hải dương, từ tứ phương vây tới công nhập huyền hoang tinh hải, cũng từ tứ phương vây công u minh cùng đại sở, khí thế hùng hổ. U, 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 cực đạo đế khí thăng thiên, sau đó liền oanh long, đùa dẫn oanh kích, oanh phá kết giới, người bên trong, chính là cừu non đang chờ làm thịt, hồng hoang đại quân có thể một ngựa bình xuyên, nhưng một hơi đạp bình chư thiên thật không may mong muốn là tốt thực tế là vô nghĩa chư thiên tuy suy yếu có sinh lực lượng vẫn tồn tại lực lượng phòng ngự vẫn có muốn đích cử công hạ đại sở huyền hoang cùng u minh đó là sinh nhân nói mộng nghe tiếng ầm ầm chư thiên tu sĩ đều không để ý không cần quá lâu cho bọn họ ba ngày là tốt rồi để chúng ta đều bình tĩnh lại búa chết các ngươi không gian hắc động vẫn là ưu tịch như vậy diệp thần đã quét sạch sát khí trong cơ thể trên khuôn mặt cuối cùng là nhiều hơn một tia hồng nhuận, càng nhiều đan dược chữa thương nổ nát, từ toàn thân các lỗ chân lông lớn, dung nhập vào thân thể, hồi phục pháp lực, khép lại vết thương, thiên thủ bách thủ thánh thể, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Bên cạnh, cơ ngưng xương cùng lực khôi phục thiên trĩ, cũng cực bá đạo, một thần hà lung mộ, một tiên quang lượn lờ, xóa sạch sát khí, khép lại toàn thể huyết lực, pháp lực khô kiệt, đang không ngừng được bổ sung. U, uh, u, uh, không biết trong nháy mắt đó, phượng hoàng cầm run rẩy hỗn độn đỉnh ong động trên người hai người đều có một tầng tịch diệt quang mang lan tràn vô hạn thác về bốn phương đó là một loại gian đe chỉ vì chỗ tối bốn phương có không chỉ một đôi mắt nhìn chăm chăm là ách ma cùng hắc liên thiên ma không biết từ đâu người được khí tức của ba người nhưng bọn họ không dám tiến lên còn người lóe lên ánh sáng xanh mướt khó nén kiêng kỵ là kiêng kỵ diệp thần chính là thánh thể hoang cổ kia tàn sát một tôn trung giai đại đế sát khí đế đạo trong cơ thể so với đế binh uy hiếp càng mạnh hơn khiếp sợ linh hồn bọn họ run rẩy trung quy bọn họ lui càng lui càng xa không dám tiến lên công phạt chỉ dám nhìn chăm chăm từ xa lại dám lại đây giết chết các ngươi hỗn độn đỉnh mắng to định thân lại biến thành khổng lồ như như một tòa núi cao độ giáp thiên tự vườn quanh từ mình sắp xếp hỗn độn khí lưu tràn ra như treo thác nước hỗn độn còn có đại đạo thiên âm thanh triệt sức mạnh của nó vẫn khá đầy đủ chủ yếu là bên cạnh còn treo một tôn cực đạo đế binh là bản mệnh khí của đông hoa nữ đế lúc trước cơ ngưng dương chính là dùng nó oanh nát kình thiên ma trụ lại dám lại đây giết chết các ngươi hỗn độn hòa cũng rất hoạt động không còn là hỏa diễm đã thành một mảnh biển lửa sóng lửa ngập trời thủ hộ bọn diệp thần còn có thiên lôi mặc dù không thể nói nhưng lại hóa hình người một tay cầm lôi đình thần cung một tay cầm lôi đình thần tiễn thời khắc chuẩn bị công phạt dám có thiên ma cùng ách ma đặt chân vào phiến cấm địa này so với bị nó công sát bốn bộ thiên thư không chữ tất nhiên cũng không nhàn rỗi trong sách không có chữ nhưng trang sách lại ào ào lật lại diễn hóa đạo tắc rất có khí sát phạt cùng cơ ngưng xương lâu tựa như sinh ra linh trí cũng biết hộ chủ nghe nói chủ nhân ngươi là đại đế ngươi có đối tượng không có hai chúng ta thử xem hỗn độn đỉnh có chút bất an luôn muốn cùng Phượng Hoàng cầm sáo làm quen, cười ha hả, thỉnh thoảng, còn dùng đỉnh thân cọ một chút Phượng Hoàng cầm, cũng may nó không có tay, bằng không, sẽ sợ càng vui vẻ. Đúng vậy, hàng này đang được điều chỉnh, hy đế khí, Đức Hạnh không biết xấu hổ kia, giống như Diệp Thần. U, uh, u, uh, Phượng Hoàng cầm ong ong, giống như có tiếng đàn, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng đang biểu đạt sự không vui của nó, dường như đang nói, đặc biệt là cọ lão nương, đạp chết ngươi bốn bộ sách tốt làm thế nào không có chữ người chủ nhân nhà cùng lão đại nhà ta là hai vợ chồng nếu không chúng ta ở một đoạn hỗn độn đình không an phận hỗn độn hòa cũng không an phận luôn có một hai tia lửa chạy qua chạy lui quanh thiên thư vô tự cũng vui vẻ ha hà khí chất ra chết mặt dày mày dạng kia cũng được diệp đại thiếu ra trên truyền thiên thư vô tự khẽ run rẩy trang sách ảo ảo lật nhanh hơn tâm tình cũng khó chịu đặc biệt là một bộ thiên thư trong đó, hỏa khí lớn nhất. Còn nhớ rõ, năm đó khi Diệp Thần phản lão hoàn đồng, còn đối với nó rắc một nước tiểu, hàm xúc như nó, đều không tự giác ngưng tụ một chữ cho Diệp Thần. Nói chuyện phiếm Ta dạy ngươi nói chuyện, một đỉnh hỏa diễm, một khuôn mặt da, một chết không biết xấu hổ, một giai điệu, hí đế binh, một điệu, hí thiên thư, làm những kỳ công trong truyền thuyết. Cũng may Diệp Thần đang chữa thương, tuyệt đối ngoại giới, bằng không nhất định sẽ mắng. Người hai đại gia, lão tử bị thương nặng như vậy, người hai người còn có tâm tình tán gái. Âm âm, âm âm. Bên ngoài đại sở, đại quân hồng hoang tộc công phạt mãnh liệt đến cực hạn, hai mươi mấy tôn đế khí hoành không, mỗi lần công kích, quy lực đều có thể nói là hủy diệt. Đáng tiếc, bọn họ cũng không thể trước tiên, công phá phòng ngự của đại sở, hồng hoang có đế khí, đại sở cũng có, mặc dù số lượng hạ phong, nhưng lại có đế đạo pháp trận phối hợp đế đạo cái giới, phòng ngự rất cường hãn. Công, công cho ta. Hồng hoang các tộc hoàng, như chó điên phát cuồng, từ ngoài đại sở đến, liền phát cuồng gào thét, không tính giá nào, thầm nghĩ mau chóng oanh mở kết giới, hai tròng mắt đầy tơ máu, đỏ tươi muốn đỏ máu. Nếu như trước kia, đám nhân tài đại sở nhất định sẽ chết đống mắng lại. Nhưng hôm nay đại sở khá bình tĩnh, cũng không phải không mắng, là không rảnh mắng, lên đến trí cường đỉnh phong, xuống đến tiểu bối thiên cảnh, đều đang kiệt lực trợ thương, kết giới bị oanh phá chỉ có vấn đề thời gian, tất sẽ có một hồi đại huyết chiến. Âm âm, âm âm, như đại sở, phương hướng huyền hoang và u minh, cũng oanh như lửa đốt, hồng hoang ai nấy đều điên rồi, bắt đầy xác dữ tợn, đùa giỡn với mạng công đánh kết giới. Thật không may, không ai trong số họ có thể phá vỡ nó. Lần này hồng hoang làm loạn, so với lần trước hơi bất đồng, âm thầm không có câu thông, cũng không có thống nhất chỉ huy, minh lực phân tán, khí thế tuy mãnh liệt, kỳ thực là một mảnh tán xa, chiến lực khó có giới hạn lớn nhất thi triển. Ngược lại chư thiên nhân, một loại ăn ý đặc thù, là hồng hoang chưa từng có, có thể lần lượt đánh lui thiên ma xâm lấn, tín niệm đều cứng cỏi như sắt. Cũng đừng đi, chờ cho lão tử, vẫn là thánh tôn, lúc chữa thương, mở mắt liếc mắt một cái, sát khí trong mắt lạnh như băng. Các trí cường đỉnh phong cũng vậy, không cần quá lâu, chỉ cho bọn họ ba ngày là tốt rồi, đợi khôi phục chiến lực nhất định liền có thể cùng hồng hoang tộc chính diện cứng rắn hắc động không gian trên mặt diệp thần lại thêm một chút hồng nhuận cơ ngưng xương cùng thiên trĩ bên cạnh cũng được đan dược nuôi dưỡng dần dần khôi phục sinh khí vốn có bên này yên tĩnh nhưng sâu trong bóng tối của hắc động lại ma sát tàn sát bừa bãi xuyên thấu qua bóng tối nhìn thiên ma chạy tới càng nhiều không thiếu ma quân ma tướng con người loái u quang như một đầu ác lang nhìn chằm chằm thức ăn hỗn độn đà đình cùng hỗn độn chi hỏa không hề nói nhảm nữa một người ông ông run rẩy một cái hỏa hải đào đào thiên ma chạy tới đây cũng không phải là du sơn ngoạn thủy xây dựng một đống lớn như vậy là muốn quần ẩu tư thế thành thật mà nói nếu thiên ma dâng lên chúng nó không thể chịu đựng được bao lâu u uh, chẳng bao lâu một tiếng ù vang vọng trong hắc động nhìn từ xa là một thanh sát tiễn đen kịt khắc ma văn mang theo ma sát một đường xuyên thủng hư vô uy lực vô cùng bắn về phía diệp thần thiên ma ra tay tế xuất công phạt hỗn độn đỉnh hử lạnh một tiếng cũng không trêu chọc muội muội nữa trong đỉnh phân ra một luồng hỗn độn khí đem thanh sát tiện đen kịt kia tại chỗ nghiền thành một nhúng trong bụi Chanh, chanh, chanh tiếng ông ông bất giác càng nhiều sát tiễn đen kịt bắn tới như mưa tên nhiều làm cho da đầu người ta tê dại chừng hơn trăm vạn công kích không khác biệt u uh, phượng hoàng cầm khẽ run có ảo rượu cầm âm thanh triệt có vầng sáng lan tràn, nhiễm đế mang, bắn tới từng mảnh mưa tên, đều bị đế đạo quang mang nghiền diệt, nhưng âm thầm công phạt không có dừng lại. Sau mưa tên, chính là một mảnh ma hải từ trong bóng tối đến, mãnh liệt quay cuồng, thật là bạo ngược. Hỗn độn hỏa hử lạnh, sóng lửa ngập trời. Âm âm, tiếng ầm ầm nặng nề bốc lên, ma hải cùng hỏa hải va chạm, nuốt chửng lẫn nhau. Có thể thấy, biển lửa hỗn độn rơi xuống hạ phong, chỉ vì nó không có chủ nhân chống đỡ phát huy không ra uy lực đỉnh phong, biển lửa rực rỡ, bị ma hải hóa diệt từng mảnh, rất có tư thế yên chia ngay tại chỗ. Hỗn độn đại đỉnh hừ lạnh, hỗn độn khi buông xuống, phượng hoàng cầm ong vang, có pháp tác đế đạo giáng xuống, còn có bốn bộ vô tự thiên thư, cũng tế vạn vật bản nguyên khí, ba thứ đồng loạt ra chỉ hỗn độn hỏa hài. Chanh, chanh, chanh. Thiên lôi chưa nhàn rỗi, từng đạo lôi đình thần tiễn bắn về bốn phương, mỗi khi có một mũi tên xuất ra, tất có một tôn thiên ma bị bắn chết, đều hồn phi phách tán tại chỗ. Ầm ầm, phanh, ầm ầm. Hắc động không bình tĩnh, tiếng ầm ầm không ngừng. Thiên ma từ hắc ám tụ tới, vô số kể, định mắt ngưng mắt nhìn, đó là bốn mảnh như đại dương, một đầu thiên ma lạnh lão, liếm đầu lưỡi đỏ tươi. Chỉ có vậy, còn có thiên ma tiếp tục chạy tới. Ngoại trừ thiên ma, còn có ách ma, một mắt chuyển động cốt trĩ, vẻn vẹn chỉ nhìn đều cu đờ đùa. Bọn họ đang ở trạng thái suy yếu, giết không chỉ là tôn ma quân kia tiếng người lạnh khô tịt có người hạ lệnh tự có người công phạt vô luận là thiên ma hay là ách ma đều đến tức giận một đám cầm chiến qua trong tay công phạt ở phía trước đứng trong bóng đêm đánh ra công phạt kiếm quang đao măng quyền ảnh trường ấn trận pháp vô thiên cái địa lần này hỗn độn hòa cũng không chống đỡ nổi có thể chống đỡ được tràng diện cũng chỉ có phượng hoàng cầm nó là đế khí chủ nhân thậm chí tôn chỉ có một phần uy nghiêm tiềm ẩn nguy cơ, kích phát nội tình của nó, vầng sáng đế đạo, chiếu rọi hắc ám. Cho dù như thế, thiên ma ách ma tiến công cũng không có dừng lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, đều bộ dạng không được vui vẻ lắm, nhưng chỉ số thông minh nào đó vẫn là online, thừa dịp hắn bệnh muốn bằng hắn đạo lý, bọn họ vẫn là hiểu. Phượng Hoàng Cầm cũng có áp lực, đế binh không giả, lại không người thúc giục, đế uẩn bản thân nó cũng không phải vô cùng tận, thiên ma ách ma đủ nhiều, sớm muộn gì cũng sẽ đem nó hao tổn đến khô kiệt, nó nếu không ổn định được trận cước, huấn độn đỉnh chúng nó, tự nhiên cũng khó chống đỡ được đạo phòng ngự kia. Âm âm, phanh, âm âm. Náo nhiệt không chỉ bên này, phía bên kia của hắc động, cũng có đại chiến. Là vô thiên kiếm tôn, hắn muốn tu cô tịch đạo, còn đang ở không gian hắc động, đang cùng thiên ma ách ma đấu chiến, mỗi khi có một kiếm, tất có vô số thiên ma táng thân. Sắc mặt của hắn, không hòa duyệt lắm. Trừ thiên có thiên ma xâm lấn, đã cơ bản xác định nhiều thiên ma như vậy tràn vào hắc động quả thực vượt quá dự liệu của hắn không ra được hắc động cũng không biết chư thiên hôm nay như thế nào có thể chống đỡ được thiên ma công phạt hay không gầm lên gầm lên gầm lên tiếng gầm ngừ nổi lên bốn phía thiên ma nhân vây công hắn cũng là tiền phó hậu kế đương nhiên cũng có ếch ma thấy ếch ma con người kiếm tôn không khỏi hiếp lại diệp thần luyện đan từng bắt qua một con quái vật cùng hôm nay giết tới hình thái giống nhau như đúc làm cho hắn ngoài ý muốn chính là số lượng đúng là khổng lồ như vậy chuyện gì đã xảy ra vậy kiếm tôn nhíu mày vào không gian hắc động tu đạo đúng là sai không ít chuyện rất hiển nhiên trừ thiên không chỉ có thiên ma xâm lấn còn có quái vật xâm lấn lão đại chống đỡ không nổi sâu trong hắc động hỗn độn hỏa cắn răng nói đâu chỉ nó chống đỡ không nổi hỗn độn đình vô tự thiên thư phượng hoàng cầm cũng đều không chống đỡ nổi không phải chúng nó không đủ mạnh là thiên ma cùng ách ma nhiều lắm, hỗn độn hòa hải đang bị từng mảnh bữa ăn, cho dù có đế khí chống đỡ, cũng không ngăn được ma hải cuồn cuộn kia. Giết! Thiên ma ách ma càng thế càng sâu, không biết bao nhiêu ma tướng ở bốn phương, chỉ đợi biển lửa sụp đổ. Thấy thế, chu tiên kiếm trốn trong cơ thể Diệp Linh, lại không an phận, từng chút thất thải lóe ra, lại đang lựa chọn lúc trước. Nhưng mà, nó vẫn không dám giết ra. Không biết trong nháy mắt kia, Diệp thần mở mắt. Sau đó, một đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bay ra hóa thành thánh chiến pháp thân lấy trạng thái trọng thương của hắn lúc này hóa ra pháp thân đã là mức độ lớn nhất ngu ngốc một đám ngu ngốc pháp thân đi ra liền chửi hét sắc mặt so với bản tôn còn trắng bệch hơn khí tức cũng uể oải bản tôn bị trọng thương hóa ra pháp thân cũng giống như vậy mắng to thì mắng to chính sự vẫn phải làm hắn bất chấp định thân hai tay chấp lại điều động bản tôn bản nguyên cực tận phục hồi để khí phượng hoàng cầm u uh, có người thúc giục cực đạo đế khí quang mang đại thịnh vầng sáng đế đạo nhiều hơn tịch diệt chi uy tầng tầng lây lan còn ở tứ phương ma tướng bị một tôn đánh ngã ra ngoài về phần ba pin hóa diệt tại chỗ nó chống đỡ được tràng diện áp lực của hỗn độn hòa đột nhiên giảm xuống cực kỳ phản công lại đem ma hải đánh trở về qua trong thế giới nhỏ đường tam thiếu ngủ tình nhìn hình ảnh này miệng há to tròn tiểu mập mạp đi xa pháp thân kêu gọi tự biết đường tam thiếu có thần cấp treo có thể tự do mở ra huyết kế đều là nhân tài mà tiểu mập mạp chính là một trong số đó đường tam thiếu ra không chỉ hoãn một bước ra khỏi tiểu thế giới có lẽ là đang ở trạng thái trọng thương rơi xuống đất một bước cũng không vững vàng suýt nữa ngã xuống buộc ta nổi bão tên này một tiếng kêu lên trượt khai huyết kế giới trạng thái bất tử bất thương vết thương trên người trong nháy mắt khép lại pháp lực khô cạn bổ sung, tinh lực khô kiệt khôi phục, hắn đen kỳ rất là ma tính. Thúc dục đế khí, không chỉ thánh chiến pháp thân, lại thêm một hắn, bởi vì hắn gia nhập, cực đạo đế uy càng mạnh, ở trạng thái huyết thế giới, thúc dục đế đạo thần binh, sẽ có thần lực không tưởng tượng được, trong tầng tầng đế ẩn, ra chỉ một tia lực lượng bất tử cũng bất diệt, càng nhiều thiên ma ếch ma, bị nghiền táng diệt. Tiểu mập mạp, được rồi. Pháp thân nhưng mắt, từ trên xuống dưới quét đường tam thiếu, một đại ổ hắc hắc này ở thời khắc mấu chốt vẫn là hữu dụng tu vi không cao lại có lực lượng huyết kế là có thể ra chỉ cực đạo đế uy ta ưu tú như vậy có thể làm con rể thánh thể không đường tam thiếu nhếch miệng cười răng tạc trắng có chừng ngươi pháp thân vỗ vỗ đường tam thiếu nên lực đạo quá lớn thiếu chút nữa đánh ngã tiểu mập mạp muốn chấp cả nhà thánh thể nhiệm vụ vẫn rất gian nan không biết từ khi nào pháp thân tiêu tán bản tôn ở trạng thái trọng thương pháp thân tất cả thời hạn kéo dài tự nhiên cũng sẽ rút ngắn không có pháp thân áp lực của tiểu hắc mập mạp đột nhiên tăng lên có thể khai huyết kế không sai nhưng tu vi cảnh giới của hắn còn chưa tới nhà lực lượng hiến tế cũng cực kỳ có hạn thúc giục cực đạo đế khí hao tổn pháp lực cũng không phải là đùa giỡn nếu không phải hắn có thể không chết không thương cũng nhất định không chống đỡ được đổi lại là đại thánh cảnh bình thường hơn phân nửa đã bị đế khí quất thành khô thi hắc động không gian diệp linh cũng tỉnh từ tiểu thế giới của diệp thần có thể nhìn thấy bên ngoài chưa kịp suy nghĩ nhiều một bước chạy ra giúp đường tam thiếu thúc dùng phượng hoàng cầm ta lại cứu ngươi một mạng có thể để cho ta ngủ một đêm hay không tiểu mập mạp cười hắc hắc nói miệng tiện để cho ngươi miệng tiện bàn chân nhỏ nhắn của diệp linh lực đạo vẫn rất phân lượng mỗi khi giờ phút này trong mắt đều bốc hỏa nếu lại trắng hơn một chút cao hơn một chút, bình thường một chút, vẫn là rất xứng đôi. Ta đang suy nghĩ, nếu ở trạng thái huyết kế giới hạn kia cái gì, sinh ra oa oa, có phải cũng đen không chuồn mùa hay không? Đừng náo loạn, trắng trẻo mập mạp. Nói bậy, cha đen một tổ, một đỉnh nhất hỏa, ngươi một lời ta một câu, lại đang nói nhảm. Hai người này trêu chọc, một câu này, nên là vô tự thiên thư muốn nói, cũng nên là phượng hoàng cầm muốn nói. Vô luận là cảnh tượng gì, đều không áp chế được khí chất trêu chọc của chúng nó.